Mặc dù Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp các ngành vừa tăng cường phòng chống dịch, vừa duy trì hoạt động sản xuất, tuy vậy, một số địa phương chưa linh hoạt trong thực hiện chỉ thị số 11 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, phản ánh tại một số bến phà ngang sông huyện Khoái Châu. Chị Phạm Thị Thúy là một trong số hàng trăm hộ dân trồng chuối Thu Hồng, chuối Tây, thường xuyên mang nông sản sang chợ Mui, chợ Tía, huyện Thường Tín, Hà Nội để bán. Nhưng gần một tháng nay, vì các bến phà qua sông có lệnh cấm hoàn toàn, nên rất nhiều hộ trồng chuối đến kỳ thu hoạch đều phải bán rẻ hoặc chặt bỏ. Ngoài ra, các loại rau củ quả của bà con ven sông khi thu hoạch muốn qua sông bán cũng đành chịu. Cả cái xã Tân Châu này là chúng tôi làm ra nhiều, nhưng mà không bán được. Vì ngày trước chúng tôi đi chợ, không ăn sông con đo chúng tôi bán được. Bây giờ sông cấm thế này thì chúng tôi không đi chợ được. Theo các hộ thu mua kinh doanh đi chợ, và người trồng chuối thuộc xã Đại Tập, Tân Châu và Tứ Dân đều bày tỏ khó khăn cho nông sản vì hiện nay không thể xuất bán vì các bến phà, bến đò tại địa phương đều không được phép hoạt động. Tuy nhiên, việc cấm phà những ngày qua đã gây khó khăn cho người dân trong việc sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Các chủ doanh nghiệp, chủ bến và người nông dân rất mong cơ quan có thẩm quyền xem xét, nới lỏng điều chỉnh để đảm bảo vừa phòng chống dịch, vừa hạn chế việc ảnh hưởng đến làm ăn kinh tế của người dân. Các bến phà cần hoạt động hạn chế theo giờ quy định khi phục vụ bà con tiêu thụ sản phẩm có khoảng cách quy định trên phà. Điều này là cần thiết và phù hợp trong điều kiện khó khăn hiện nay, giúp người nông dân giảm phần nào thiệt hại trong sản xuất kinh doanh.